Cõi Diêm Phủ tức là cõi Nam Diêm Phủ đời này của chúng ta. Chúng sanh tức là hết thảy mọi loài có sinh ra. Nghiệp là nghiệp nhân do mình tạo tác. Cảm là chiêu cảm, cảm vời ra. Vậy gây nghiệp gì thì thọ báo đó. Trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo. Đó gọi là nghiệp cảm. Kinh văn: Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn nhờ nương sức oai thần của Đức Phật Như Lai nên chia được thân hình này đến khắp trăm ngàn vạn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thì chẳng thể biến hóa được như thế. Còn này lại được Đức Phật phó chúc: Từ nay cho đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, phải làm cho chúng sanh trong lục đạo đều được độ thoát. Con xin vâng, Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo âu. Được giảng, lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn nhờ nương sức oai thần của Đức Phật Như Lai, Đại Bồ Tát Địa Tạng không hề đề cao chính mình. Tôi có đại thần thông, có đại trí huệ, có tài biện luận vô ngại, mà Ngài chỉ nói là nhờ vào oai đức và sức thần thông của Phật nên chia được thân hình này đến khắp trăm ngàn vạn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo, giáo hóa những kẻ còn khởi hoặc đang tạo nghiệp thọ báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai thì chẳng thể biến hóa được như thế. Chính nhờ có sự trợ lực đại từ đại bi của Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát mới có được cả trăm ngàn vạn ức hóa thân để chia nhau đi giáo hóa chúng sanh. Đó quả là một sức biến hóa vô cùng lớn lao. Thế nào gọi là biến? Biến là hỗ tương thay đổi. Còn hóa là gì? Đường không bỗng thành có, trước kia vốn chẳng có, nay bỗng nhiên lại có, gọi là hóa. Còn này lại được Đức Phật phó chúc: Từ nay cho đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật. A Dật Đa nghĩa là gì? Quý vị có biết đó là tên của ai không? Quý vị không biết A Dật Đa là ai, thế quý vị có từng nghe đến tên Di Lặc chưa? Chính thế A Dật Đa chính là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô năng thắng. Ý nói rằng Ngài có thể thắng tất cả, vượt hơn tất cả, không ai có thể hơn Ngài được. Vô năng thắng, vô nghĩa là không, năng là khả năng, thắng là thắng lợi. Quý vị xem mấy chữ vô năng thắng này có ý vị biết bao, không ai có thể thắng được Ngài. Bởi suốt ngày Ngài lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, không hề cau có, tức giận. Nhờ đó Ngài có được trí huệ, có trí huệ là hơn hết, là thắng tất cả, nên gọi là vô năng thắng. Ngoài ra A Dật Đa còn được dịch là tử thị, từ là từ bi, thị nghĩa là họ. Đức Phật đã dặn dò Địa Tạng Vương Bồ Tát là kể từ lúc bấy giờ cho đến khi Di Lặc Bồ Tát thành Phật, Ngài Địa Tạng phải làm cho chúng sanh trong lục đạo, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đều được độ thoát. Và Địa Tạng Bồ Tát hứa với Phật rằng: Con xin vâng, Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo âu. Này con, vâng nhận lời phó chúc của Phật, nguyện hết lòng gánh vác công việc này. Xin Đức Thế Tôn được bận tâm lo nghĩ nữa. Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Những chúng sanh chưa được giải thoát thì tánh thức không định, quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả, làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh, luân chuyển trong ngũ đạo chẳng tạm ngừng ngớt, trải qua trần kiếp mê hoặc chướng nạn như cá bơi trong lưới theo dòng nước chảy, tạm thoát ra được rồi lại mắc vào lưới. Vì những kẻ đó mà ta phải lo nghĩ. Đời trước ông đã phát nguyện nhiều kiếp lập trọng thệ quảng độ những kẻ có tội thì ta còn lo gì nữa. Lược giảng: Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Những chúng sanh chưa được giải thoát, vẫn còn luẩn quẩn trong vòng luân hồi thì tánh thức không định, tánh và tri thức của các chúng sinh đó đều không nhất định. Chẳng hạn có người ban đầu muốn học Phật Pháp, nhưng học chưa được bao lâu thì lại đổi ý, thay đổi tông chỉ, đó là do tánh thức không định vậy. Quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả, do vì tánh thức không nhất định. Các chúng sanh ấy, hễ quen thói xấu ác thì sẽ tạo ra nhiều nghiệp tội, còn nếu biết làm việc thiện thì trong tương lai sẽ có được những kết quả tốt lành. Làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh. Thế nào gọi là theo cảnh mà sanh? Thí dụ, quý vị gặp được bạn tốt thiện hữu thường giảng Phật Pháp cho quý vị nghe và hướng dẫn quý vị làm các việc từ thiện. Quý vị chăm chú lắng nghe và làm theo, và thế là quý vị làm được thiện sự. Thế nhưng nếu quý vị gặp nhầm bạn xấu, ác hữu, rủ rê quý vị vào con đường rượu chè cờ bạc, chơi bời lêu lỏng, sa đọa trụy lạc, và vì nghe mãi cũng bủi tai nên quý vị siêu lòng đi theo, thì rồi quý vị cũng trở thành hư đốn như họ vậy. Tương tự như thế, nếu quý vị ở gần người có tánh cần kiệm thì lâu dần quý vị cũng sẽ tiêm nhiễm thói quen cần kiệm,
Còn nếu sống gần kẻ lười biếng thì lâu dần, cho dù quý vị vốn là người rất siêng năng chăm chỉ, xong đến khi gặp phải vua lười thì quý vị cũng bị cảnh giới làm cho lay chuyển mà trở thành người lười biếng. Đó gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu quý vị ở gần lọ mực đen như đang chăm chú viết lách chẳng hạn, thì thế nào tay cũng bị dính mực từ lúc nào mà mình chẳng hay chẳng biết. Thí dụ có màu vải trắng, quý vị đem nhuộm màu cà phê thì thành màu cà phê, nhúng vào thuốc nhuộm màu vàng thì thành vải màu vàng. Và nói theo bản kinh này thì đó chính là làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh. Lại nữa, cho dù quý vị vốn không biết uống rượu, không hề dùng ma túy, nhưng hàng ngày lại giao du với người thích uống rượu hoặc gần gũi người nghiện xì ke ma túy, thì dần dần quý vị cũng trở thành giống như họ, nghiện rượu, nghiện thuốc lúc nào không hay. Đó là bởi quý vị kết giao nhằm bạn xấu mà ra, cho nên quý vị cần phải đặc biệt lưu ý và phải hết sức thận trọng trong việc kết bạn. Ngoài ra, bởi chúng ta thường hay lắng nghe lời khuyến cáo của bạn bè, cho nên trước hết mọi người cần phải biết chọn bạn mà chơi, phải phân biệt được bạn tốt và bạn xấu. Đối với những người bạn tốt thân thiện thì quý vị nên tin tưởng, còn đối với bạn xấu thì bất luận họ nói điều gì, quý vị cũng chớ nên tin. Luẩn chuyển trong ngũ đạo chẳng tạm ngừng ngớt, những chúng sanh tánh thức không định ấy cứ phải luẩn quẩn mãi trong năm nẻo đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, chẳng bao giờ được ngơi nghỉ, dù chỉ là tạm thời. Trải qua trần kiếp, mê hoặc chướng nạn, suốt trong số kiếp nhiều kiếp bụi trần, các chúng sanh đó phải sống trong cảnh u mê tăm tối, sai lầm rối loạn, nghiệp chướng bùa vây, như cá bơi trong lưới theo dòng nước chảy, tạm thoát ra được rồi lại mắc vào lưới. Đến đây Đức Phật nêu lên một tỷ dụ vô cùng xác đáng. Phật ví các chúng sanh chưa được giải thoát thì giống như con cá đang quẫy mình vùng vẫy trong lưới vậy. Có thể cá chỉ tạm thời bị mắc lưới rồi chốc lát lại được thoát ra được, xong thoát ra chưa được bao lâu thì lại bị vướng vào lưới của người đánh cá lần nữa. Vì những kẻ đó mà ta phải lo nghĩ, ta rất buồn rầu khi nghĩ đến những chúng sanh đáng thương đó. Quý vị xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lo lắng, e rằng chúng ta không thoát ra khỏi tâm lưới đánh cá được. Ở đây, tâm lưới đánh cá dụ cho sự việc cực kỳ nguy hiểm, khiến ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải lấy làm lo nghĩ. Tuy nhiên, quý vị chớ vội lo âu, chỉ cần chúng ta nhất tâm tinh tấn, chăm chỉ tu học Phật Pháp, thì rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Đời trước ông đã phát nguyện nhiều kiếp lập trọng thệ quảng độ những kẻ có tội, thì ta còn lo gì nữa? Ở đây chữ ông là chỉ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng, từ bao kiếp lâu xa về trước cho đến nay, ông đều lập thệ nguyện trọng đại, phát tâm rộng lớn độ thoát tất cả những chúng sanh tội khổ. Thế nên ta không còn gì để bận tâm nữa cả. Ta rất yên tâm, tốt lắm, ông hãy cứ như thế mà làm. Kinh văn nói đến đây, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiệu là Định Tự Tại Vương bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Bồ Tát Địa Tạng đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế, cuối mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát: lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Lược giảng nói đến đây, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiệu là Định Tự Tại Vương. Bồ Tát Định Tự Tại Vương là một vị đại Bồ Tát. Ngài nhờ tu định mà chứng đắc được sự an nhiên tự tại. Ngài chẳng những đạt được sự tự tại mà còn là vua về tự tại nữa. Như vậy, sau khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói những lời như thế xong, đại Bồ Tát Định Tự Tại Vương bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Bồ Tát Địa Tạng đã phát thệ nguyện gì, trong mỗi kiếp Ngài đã lập những lời nguyện như thế nào mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế, cuối mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Nguyện vọng duy nhất của con là được nghe Đức Thế Tôn vì con mà nói sơ qua việc đó. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Này Định Tự Tại Vương, lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải rõ ràng. Bây giờ ta sẽ vì ông mà giảng nói, vậy ông hãy chú ý lắng nghe và suy ngẫm cặn kẽ những lời ta nói. Kinh văn: Vào thuộc quá khứ, vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha không thể nói hết số kiếp về trước. Lúc đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng tránh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật này thọ 6 vạn kiếp. Lược giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại rằng, vào thuở quá khứ, vô lượng A Tăng Kỳ Na Do Tha bất khả thuyết kiếp về trước. A Tăng Kỳ và Na Do Tha là những số mục rất lớn, nhiều đến vô lượng vô biên. Vậy vô lượng vô số kiếp chẳng thể kể xiết về trước.
Lúc đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điệu ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Có ba loại trí huệ gọi là tam trí, đó là một nhất thiết trí, hai đạo chủng trí, ba nhất thiết chủng trí. Ở đây, thứ nhất thiết trí, cái trí hiểu biết tất cả mà Đức Phật này thành tựu được thì bao hàm cả hai thứ trí huệ kia. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. Có lần có một cư sĩ hỏi tôi, Như Lai Phật và A-di-đà Phật có khác nhau chăng? Thật ra tất cả chư Phật đều được tôn xưng là Như Lai, A-di-đà Như Lai, Thích Ca Như Lai, Dược Sư Như Lai, chứ không phải chỉ riêng một tôn Phật nào mà thôi đâu. Phật có 10 danh hiệu gọi là thập hiệu. Thế nào gọi là hiệu? Chúng ta mỗi người đều có tên tục, rồi còn có tên hiệu nữa. Thông thường thì các bậc tôn trưởng và thân thuộc gọi chúng ta bằng tên tục, còn hầu hết những người ngang hàng không quen biết lắm thì gọi chúng ta bằng tên hiệu. Thế thì hiệu là gì? Tiếng gầm thét giận dữ của cọp hoặc tiếng giống của sư tử cũng gọi là hiệu. Hiệu là thanh văn ư ngoại, tiếng nghe ở ngoài. Bởi do có tiếng tầm lớn khiến mọi người đều nghe danh biết tiếng nên gọi là hiệu và cũng gọi là biệt hiệu. Chữ hiệu còn có nghĩa là gào thét, là lớn. Một Như Lai. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật và được gọi là phỏng đồng tiên đức hiệu, mô phỏng học theo gương của những người có đức hạnh thuở trước. Như là như vô phương sở, không có định hướng, không có một nơi chốn cố định đặc biệt. Lai là lai cảm nhi hiện, do sự cảm ứng đạo giao đến mà hiện ra, đó gọi là Như Lai. Hai chữ Như Lai này còn hàm ý lai vô sở tùng, như vô sở khứ, không có chỗ đến cũng chẳng có chỗ đi. Bởi vô sở lai vô sở khứ nên gọi là Như Lai. Lại nữa, như là đạo lý bổn giác, lai là trí huệ thủy giác. Bởi lý bổn giác thế hợp với trí thủy giác cho nên gọi là Như Lai. Trên đây là ý nghĩa đại cương của từ ngữ Như Lai. Hai ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời và người. Loài người ở nhân gian và chư thiên ở cõi trời đều nên cúng dường Phật. Ứng cúng có danh hiệu là kham vi phước điển hiệu. Bởi Phật có khả năng làm ruộng phước cho trời và người. Có hai loại phước điển, đó là tự lợi lợi mình và lợi tha lợi người. Tự lợi tức là tự mình nghiên chân đoạn hoặc, tự nghiên cứu chân lý và dứt bỏ mọi nghi hoặc, làm lợi ích cho chính bản thân mình. Một khi quý vị đã hiểu thông suốt rồi, lại có thể đi giáo hóa tha nhân, khiến mọi người đều lãnh hội được chân lý và đoạn trừ được nghi hoặc, thì đó chính là lợi tha vậy. 3. Chánh biến tri. Chánh biến tri có nghĩa là vô sở bất tri, vô sở bất hiểu. Không chỗ nào mà chẳng biết, không chỗ nào mà chẳng thông hiểu. Ở đây chánh là để phân biệt với bất chánh của ngoại đạo, và biến khắp cả là để phân biệt với bất biến không cùng khắp của nhị thừa. Hàng nhị thừa chứng tới đạo lý thiên lệch về tánh không, chưa đạt được biến, cho nên đây là điểm bất đồng đối với nhị thừa. Tri biết là điểm bất đồng so với hạng phàm phu. Phàm phu thì bất tri, không biết, còn bậc chánh biến tri thì vô sở bất tri, chẳng có gì mà không biết. Chánh biến tri có danh hiệu là biến tri pháp giới hiệu. Thế nào gọi là biến tri pháp giới hiệu? Trong kinh Lăng Nghiêm có chép, tùng thẳng gai leo, ngỗng trắng quả đen, đều hiểu nguyên do